Việt Nam ơi, thời gian qua nửa đời người và ta đã to tường rồi. Ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói. Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót xa nhìn đời, người lầm than đói khổ nghèo nàn, kẻ quyền uy giàu sang dối gian. Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất, mà giặc Tàu ngang tàng trên quê hương ta. Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu. Là một người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngơ trước ngoài xâm. Người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi, xâm lược chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam. Sau tàn lửa khói, mẹ Việt Nam đau từng cơn xót xa nhìn đời, người lầm than đói khổ nghèo nàn, kẻ quyền uy giàu sang dối gian. Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất, mà giặc Tàu ngang tàng trên quê hương ta. Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu. Là một người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngơ trước ngoài xâm. Người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi, từng đoàn người đi chẳng nề chi, già trẻ gái trai giơ cao tay chống quân xâm lược, chống kẻ nhu